Người phụ nữ bị công an truy đuổi và pha xử lý có 102 khiến dân tình cười ngất. Mới đây, một tình huống có phần dở khóc dở cười được camera an ninh của một hộ gia đình ghi lại. Và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip khiến người xem không khỏi ngán ngẩm. Theo đó, nhóm người cả nam lẫn nữ không rõ lý do vì sao bị công an truy đuổi. Có thể là vì tụ tập đông người giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Khi chạy trốn công an, một người phụ nữ đã lao vào nhà hàng xóm, lúc này không đóng cổng. Quan sát rất nhanh thấy chậu bát bẩn, chị ta bình tĩnh ngồi xuống rồi ngụy trang thành người phụ nữ đảm đang rửa bát thật cẩn thận và chậm rãi. Bất cứ ai ngang qua nhìn thấy cảnh này đều không mảy may phát hiện thấy điểm bất thường. Người phụ nữ mới hơn phút trước còn hớt hải chạy trốn công an, giờ đã điềm nhiên đóng vai người rửa bát không một chút liên quan với thế sự bên ngoài. Sau khi xem lại camera an ninh, gia chủ không khỏi bất ngờ vì những gì mình được chứng kiến. Hóa ra chậu bát bẩn trong sân không phải tự nhiên sạch được, hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác trong đoạn clip này. Theo dòng sự kiện hot trên mạng xã hội, mới đây một đoạn video ghi lại cảnh hai vợ chồng đạp xe trên một đoạn đường tại thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn. Trong đoạn clip, người đàn ông đèo vợ trên chiếc xe cũ đang hì hục vượt dốc, phía sau là chiếc làng còn nhiều tả sữa chăn màn, buộc lỉnh kỉnh phía đằng đuôi xe đạp. Sau đó, một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều, thấy hoàn cảnh đáng thương, liền đi theo để hỏi chuyện hai vợ chồng. Người vợ cho biết chị đang mang bầu tháng thứ 8. Do thất nghiệp không thể gắng gượng ở lại Sài Gòn thêm được nữa, chị cùng chồng đành quyết tâm đạp xe về Sóc Trăng. Hỏi anh chị còn được bao nhiêu tiền mà dám đi một quãng đường xa như vậy? Chị trả lời thật thà, còn có 100.000 thôi anh ơi. 100.000 sao đủ về nhà? Chàng thanh niên tiếp lời. Chị cười tươi nói mấy tháng làm việc dành dụm giờ đã tiêu xài hết, giờ sạch túi phải về quê. Một nụ cười méo xệch trên gương mặt người phụ nữ với chiếc bụng đã to vượt mặt. Cứ đi được khoảng một tiếng, hai vợ chồng lại xuống xe ngồi nghỉ bên đường. Khi qua cầu, chị phải xuống xe đi bộ, anh dắt xe lên giữa cầu rồi cả hai mới đi tiếp. Đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, Mạnh Thường Quân giả từ hai vợ chồng, anh gửi tặng chị 5 triệu làm lộ phí cùng lời chúc bùi ngùi đầy thương cảm. Đôi vợ chồng không ngớt lời cảm ơn trong nước mắt. Được biết, đoạn clip do anh Lê Thân Thiện ghi lại vào ngày 1 tháng 10 tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, Sài Gòn. Anh Thiện là một trong những YouTuber nổi tiếng có hơn 600.000 lượt theo dõi. Trong thời gian giãn cách, anh cùng nhiều nhà hảo tâm đã tích cực làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bắt gặp đôi vợ chồng thai phụ đạp xe về Sóc Trăng, anh Thiện đã tặng chút tiền làm lộ phí đi đường, đồng thời tìm cách giúp cả hai qua điểm chốt. Nhờ sự giúp đỡ của chàng trai trẻ, trong chiều 2 tháng 10, cả hai vợ chồng đã đến được chốt cuối tại ranh giới tỉnh Long An. Sau khi được lực lượng an ninh cho xét nghiệm nhanh với kết quả cả hai đều âm tính, các nhân viên cũng ân cần gửi cho anh chị hai hộp cơm và thêm vài chai nước suối để đi đường. Cả hai lại lên xe, tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Trước khi chào tạm biệt anh Thiện, người phụ nữ đã bật khóc. Sắp được về quê rất là mừng, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Không biết nói chi nữa, chỉ biết cảm ơn thôi. Trước đó vào tối 30 tháng 9, hàng nghìn người ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 đã khăn gói tự ý chạy xe máy trở về quê. Dòng người đổ về khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi giáp ranh tỉnh Long An mỗi lúc một đông. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt chặn này đã giải thích khuyên người dân quay trở lại và không cho đi tiếp. Tuy nhiên, tới khuya, người dân vẫn không chịu quay lại, thậm chí lượng xe máy vẫn tiếp tục đổ về cửa ngõ này càng đông hơn. Đa phần trong số đó là các gia đình trẻ trên xe chở theo đồ đạc vợ con. Nhìn những đứa trẻ ngủ gục ngay trên xe, nhiều người mệt mỏi vì đã chạy xe từ chiều đành ngồi bệt ngay bên lề đường, thật sự rất xót xa. Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn khi đã bám trụ ở thành phố này mấy tháng nay, trong khi công việc không có, thu nhập không có. Số tiền chắc bóp bấy lâu bỏ ra chi tiêu thời gian giãn cách có lẽ tới nay đã cạn kiệt. Họ cũng hy vọng dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại và họ sẽ có công việc. Nhưng có lẽ họ đã không thể chịu đựng thêm được nữa, nên tối qua đã đánh liều rời thành phố.